trăm chiều. Bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau, ngọn vui chia sớm cho nhau, mà giờ này sao đẹp lắm luôn. Nhưng mà chị bị khựng lại một cái là có thể là em không có hiểu là khi mà nhạc bolero là không ai hát giọng nam hết. Trừ khi nào em không hát được giọng bắc thì em chọn một bài hát khác nó phù hợp tiếng nam để hát. Bài này chị Nhung, chị Đào chưa từng hát bằng tiếng nam. Em cho rằng là cái em chọn một cái riêng, nhưng mà cái riêng này nó không tốt cho em. Tất nhiên là nó cũng có những cái hay đáng được ghi nhận về cái nỗ lực để làm cho một cái bài hát nó trở nên nó khác lạ đi. Nhưng mà khác thì không có nghĩa là hay.